Hello, hello, xin chào các cụ nhé. Hôm nay em lại đi câu đây. Vâng, buổi hôm nay em là câu con nhái hơi nhé. Trời vẫn đang mưa. Đấy. Mưa to gió lớn như ngày hôm nay thì các cụ biết rồi đấy. Rồi, nước nó nổi lên đây. Lụt hết rồi. Không biết chỗ các cụ nào chỗ này ngập hết rồi nhé, bà con nhé. Đây, đây là một cánh đồng lớn này. Nhưng mà bây giờ thì cánh đồng nó chỉ gọi là như một cái biển lớn rồi. Anh em nhé. Đó, giờ vẫn mưa bay bay này. Đây là gần khu chùa anh em nhé. Đấy, hôm nay nước đục không biết là có cá cắn không thì mình thả lưỡi câu xem thế nào. Là cái bụi sắn này, mưa vẫn bay bay này anh em nhé. Địa điểm bên kia có cái ao kìa, ao đấy thì chắc câu có cá rồi nhưng các câu cá người ta thiến nên là không dám câu anh em nhé, câu thành câu trộm. Đây, máy múc máy khoan các kiểu đây. Thực ra bên này nè, ra thì ở đây thì không thể nhìn thấy nó xa hơn được, nhưng mà ở cái khu vực này thì nó ngập túp mái nhà luôn anh em nhé. Anh em có thể thấy đây, cái cá nó đớp này, uẩn này, rất nhiều cá luôn này, đớp như người lớn luôn. Nó có câu phao được không? Chỗ này như có tí bè bè này, thử làm một vài đường lua xem thế nào anh em nhé. Đó, trượt xuống đây là cụ đi luôn này. Đấy, quay luôn anh em nhé. Một đường đầu tiên. Con chuối chiều nay uống rượu đỡ phải đi làm anh em nhé. Mưa móc thế này. À, chuối đớp đi. Sộp đâu? Lóc đâu? Đớp nào. Ở đây cũng có ông chú ông ấy đánh cá này, anh em này. Thuyền bè đồng hoàng nhé, chơi nhanh anh em nhé. Đó, mưa gió này, thuyền thiếc cái đánh này. Đây chắc là sâu lắm này. Mình thấy ngập túp sang cái đằng xa xa đằng tận bờ đê bên kia nhá anh em nhé. Mà ngập không phải hạng vừa đâu. Kiểu gì ngập lên này nó cũng sẽ rất nhiều cá to nó sổng ra. Đó, câu cá thì thoải mái nhé. Chiều khả năng là ở đây đất cát rộng này thì mang cuốc ra đào một vài con giun câu được. Ngồi đây tỉ tê làm ít cá nhấm rượu anh em, quá tuyệt vời luôn. Đấy, khung cảnh đấy anh em mới thấy hữu tình như thế nào. Đấy, cần câu của mình đấy nhá, vẫn còn cần huyền thoại thôi. Mà câu thì mua thì tương đối là nhiều tiền, là câu thì chưa được con nào đâu, được được một vài con nó không đáng kể thôi. Cái cần này nhá anh em nhé, cái bộ môn đam mê, cái bộ môn rời đầy này nó cũng hoành tá trang phết. Giờ mình sẽ cắm máy ở đây và mình đáp thử một vài đường luôn anh em nhé. Trước ở đây nó chỉ có một cái con ngòi nó quanh quanh đây thôi, nhưng mà bây giờ không ngờ rằng nó biến thành này. Nhìn đây như là biển luôn ấy, gọi là sông lớn luôn anh em nhé. Nó tít xa mãi cái đường kia kìa đấy, và đây nó dọc dọc đây mình không thể nhìn được là nó xa xôi đến mức nào. Đây chỉ nhìn được quang cảnh nó như thế này thôi. Công nhận là nó mưa nó ngập lên phát trắng đồng luôn. Hôm nào mình sẽ quay lại chỗ này cho anh em xem, có thể thấy rằng hết mưa thì chỗ này nó cạn nhăn luôn. Giờ nước lên này, đấy, cá đớp như thế kia cơ mà. Chắc toàn rô phi thôi, cả chả có con gì đây đâu. Cá khác chắc cũng có nhưng mà không đánh được anh em nhé. Ôi, trứng cá rồi anh em. Quấy mắc luôn mấy cái bè này.
tí thì đài con mồi Orichi nhé anh em nhé. Thế thì có lẽ là video của mình xin được tạm dừng tới đây thôi anh em nhé. Đấy, mang tiếng là câu cá nước lên thôi nhưng mà không thể nào mà lợi dụng nước lên để câu cá được, thì có thể chiều mình sẽ đem mồi giun đi mình câu nhé anh em nhé, và đi mua mồi cám thì anh em, và để cá giết đấy, cá giết đây thì có rồi, mình sẽ mang cái mồi đấy mình đi câu, câu đài thôi anh em nhé, chứ là câu lua này thì hầu như câu ở khu vực Bắc Giang này nó gọi là móm không chân trống anh em nhé, móm có chân trống thì đã tốt. Bye bye anh em nhé, phòng trọ ngay đây anh em nhé, mình phải đi một vài bước chân ra mình câu, giờ không câu được mình lại đi về anh em nhé, bye bye anh em.